Trong các công ty và công sở, tình huống đối thoại không hiệu quả về công nghệ giữa nhân viên trẻ và người quản lý là điều phổ biến. Các cuộc họp kéo dài do việc giải thích các khái niệm công nghệ truyền thông cho người quản lý, trong khi những người trẻ hiểu rằng sẽ phải lặp lại giải thích này trong tương lai. Sự chênh lệch về hiểu biết và khả năng sử dụng công nghệ giữa thế hệ sinh ra trước và sau năm 1980 tạo ra thách thức trong việc đối thoại công nghệ. Người trẻ thích ứng dễ dàng với công nghệ mới, trong khi nhiều người trưởng thành trước đó gặp khó khăn và có thái độ chống lại can thiệp công nghệ vào cuộc sống hàng ngày. Điều này khiến cho nhân viên trẻ khó khăn khi đối thoại với người quản lý về việc sử dụng công nghệ. Trong môi trường làm việc hiện đại, sự khác biệt trong cách tiếp cận công nghệ giữa sếp và nhân viên trẻ gây ra thách thức trong việc giao tiếp. Sếp thường có thói quen viết bài dài trên Facebook, nhưng nhân viên trẻ không có hứng thú đọc những bài viết dài như vậy. Nhân viên trẻ thường viết nội dung theo chuẩn SEO trên fanpage của công ty, nhưng lại bị sếp chỉ trích là viết hời hợt, không sâu sắc. Sếp không hiểu về các ứng dụng thiết kế, quảng cáo trực tuyến và tiếp thị số, khiến việc giải thích cho sếp trở nên khó khăn. Sự khác biệt trong hiểu biết và kỹ năng sử dụng công nghệ gây ra khó khăn trong việc truyền đạt ý kiến và thể hiện các chiến lược truyền thông hiệu quả. Cách viết nội dung theo chuẩn SEO ngắn gọn và hấp dẫn để tăng lượt tiếp cận cũng là một thách thức đối với sếp. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự tôn trọng và sự thấu hiểu giữa sếp và nhân viên trẻ trong việc giao tiếp và thực hiện các chiến lược truyền thông công nghệ. Có những sự khác biệt trong việc tiếp cận công nghệ giữa sếp và nhân viên trẻ gây ra thách thức trong giao tiếp công việc. Nhân viên trẻ thường có sự hứng thú và am hiểu về các xu hướng công nghệ truyền thông, trong khi đó, sếp có thể thiếu kiến thức và không sẵn lòng học hỏi. Sự khác biệt này có thể dẫn đến sự bất đồng và khó khăn trong truyền đạt ý kiến và thực hiện chiến lược truyền thông. Nếu sếp không nhận ra tầm quan trọng của công nghệ trong công việc, công ty có thể gặp khó khăn trong việc tiến bộ và phát triển. Để vượt qua thách thức này, cần có sự thấu hiểu và tôn trọng giữa sếp và nhân viên trẻ trong việc giao tiếp và áp dụng công nghệ vào công việc.